tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Pha bóng một tình huống gợi nhắc đến pha bóng mà Quang Hải đã ghi bàn tại ASEAN, đó là việc các thủ ở trên hàng tấn công áp sát rất nhanh và khiến đối thủ bối rối. Đó là khi mà Văn Toàn đã gây ra áp lực và Quang Hải rất nhanh để dứt điểm. Lần này thì Quang Hải vẫn nhanh nhưng hậu vệ của đội bạn cũng nhanh không kém. Cơ hội đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chắc chắn là không hề dễ dàng để có thể ghi bàn với lưới đội tuyển Nhật.